8 cách làm trắng răng bằng các nguyên liệu sẵn có tại nhà. Tất cả chúng ta đều mơ ước có một nụ cười hoàn hảo với hàm răng trắng muốt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện đến nha sĩ làm trắng răng. Sau đây, Khỏe Tự Nhiên sẽ chia sẻ với quý vị 8 cách làm trắng răng hiệu quả bằng các nguyên liệu sẵn có tại nhà. 1. Than hoạt tính. Than hoạt tính là một trong những cách đơn giản và rẻ tiền nhất để làm trắng răng. Bạn hãy nghiền một viên than hoạt tính thành bột hoặc dùng bột than hoạt tính đã được nghiền sẵn, nhúng bàn chải đánh răng ướt vào, sau đó đánh răng như bình thường. 2. Baking soda và nước cốt chanh. Bạn chỉ cần cho một nhúm baking soda lên bàn chải đánh răng, rồi vắt một ít nước cốt chanh lên, đánh răng như bình thường để có một hàm răng sáng bóng. Lưu ý, bạn chỉ nên thử cách này một lần một tuần nếu không muốn làm hại men răng. 3. Bột nở và nước cốt chanh. Một thìa cà phê bột nở và một thìa nước cốt chanh tươi sẽ đem lại hiệu quả kỳ diệu chỉ trong 2 phút. Bạn cần lưu ý không để hỗn hợp này trên răng quá 2 phút, mỗi tuần làm 1 đến 2 lần. 4. Muối biển, nước chanh và kem đánh răng. Bạn hãy trộn nửa thìa muối biển vào một ít nước cốt chanh tươi với một lượng nhỏ kem đánh răng vào bát. Bôi hỗn hợp lên răng và giữ nguyên trong vòng 1 phút, rồi súc miệng thật sạch. Bạn nên thực hiện phương pháp này 1 đến 2 lần một tuần. 5. Nước chanh và nước. Súc miệng hỗn hợp nửa phần nước cốt chanh với nửa phần nước sẽ giúp khôi phục độ trắng cho răng và khử trùng hoàn toàn khoang miệng của bạn. Bạn nên thực hiện mỗi tuần một lần. 6. Giấm táo và nước. Bạn hãy pha loãng nửa thìa cà phê giấm táo trong một cốc nước, rồi súc miệng bằng dung dịch này vào mỗi buổi sáng trước khi đánh răng. 7. Dâu tây. Nghiền nát một quả dâu tây chín, rồi dùng để đánh răng trong vài phút để loại bỏ vết ố vàng. Bạn chỉ cần thực hiện cách làm này một lần mỗi tháng. 8. Kem đánh răng, muối, baking soda và nước cốt chanh. Bạn hãy trộn một thìa kem đánh răng, một chút muối, một chút baking soda và 4 đến 5 giọt nước cốt chanh vào bát. Đánh răng với hỗn hợp này trong vòng 4 đến 5 phút, bạn sẽ thấy sự khác biệt chỉ sau một lần sử dụng. Sử dụng phương pháp này 2 tháng một lần. Quý vị cần lưu ý, không sử dụng tất cả các phương pháp này cùng một lúc và không sử dụng phương pháp tẩy trắng răng tại nhà nếu quý vị có vấn đề về răng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Sống Khỏe Mỗi Ngày của Khỏe Tự Nhiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin hữu ích về sức khỏe, đời sống, v.v. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.